Để tưởng nhớ đến ngày Phật đản, xin dâng lên những đóa hoa tươi thắm để thể hiện cho vẻ đẹp của đất trời vũ trụ, cúng dường ngày Đức Thế Tôn xuất hiện ở cõi Sa Bà. Giờ này, xin mời các em Phật tử trong câu lạc bộ Hương Từ Bi tiến về lễ đài cử hành nghi thức dâng hoa. Thank you.
giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chiên cần công tu. Chắp tay tâm thành con cúi lạy, hướng hoa cung dường lên chư Phật. Đạo vàng tỏa sáng người phương, quý thầy diệu pháp soi đường con đi. Đạo vàng tỏa sáng người phương, quý thầy diệu pháp soi đường con đi. Đạo vàng tỏa sáng người phương. Phật mười phương chư Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ thế chúng sanh. Xin cảm ơn phần dâng hoa của các em thanh thiếu niên Phật tử đến từ câu lạc bộ Hương Từ Bi.